ta sẽ đến với phần thể hiện của nam ca sĩ Long Nhật. Hạc thì Long Nhật hạc khoai rồi. Hạc cho quý vị nghe, về các em nghe thì Long Nhật hạc khoai rồi. Bây giờ kể một chuyện, hai chuyện nghe chơi đi rồi mình xem tiếp các bạn được không? Kể chuyện đi, ha thầy ha. Hồi vừa rồi mới đây Long Nhật có đi một cái chương trình từ thiện. Long Nhật cùng với tất cả các nghệ sĩ của thành phố mình đi tổ chức một chương trình từ thiện. Thì các em có biết sao, cần một nữ nghệ sĩ rất là nổi tiếng để tham gia trong cái chương trình từ thiện. Bởi vì làm một cái show thì cần một hai ngôi sao. Thì buổi trưa Long Nhật nè, cùng với thầy Minh Nhĩ nè, cùng với Lê Giang, cùng với Thủy Nga, cùng với rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đến với cái người nghệ sĩ đó. Thì vừa bước vô nhà một cái thì quý vị biết xong, vừa bước vô một nhà một cái mà trời nắng, trời Sài Gòn nó nắng dữ lắm. Thì cái người nghệ sĩ, cái cô nghệ sĩ nói, ôi dạ vào đây, trời ơi, Long Nhật Minh Nhí ngồi xuống, trời trời nắng, đó đi đâu vậy? Mà dành nói một mình nha, không cho ai nói hết. Uống gì, uống Heineken nha, Thôi nghệ sĩ đừng uống Heineken, không có tốt đâu, uống Coca nha. Từ nói xong từ nói, Sen à, cho mấy lon Coca đi cưng. Cái con Sen bưng ra đi ba đi đà đá vậy đó. Coi như là dù mới có tín hiệu vậy đó. Coca là bưng đà đá, mà Heineken thì bưng ra nước suối. Đem ra lỡ mấy đi đà đá, xong mấy người nghệ sĩ nói là thôi lỡ rồi, uống đỡ đi con. Xong Long Nhật mới thay mặt đoàn, Long Nhật mới nói là cô ơi, hôm nay tụi con đến đây mời cô tham gia chương trình từ thiện vào thứ sáu tuần sau. Cô cho tụi con biết cái cách xê đó, cái lương của cô như thế nào đó, để tụi con về báo lại ban tổ chức, bên báo với nhà tài trợ nữa. Chương trình từ thiện cô nè. Cô nói cái gì? Trời đất ơi, làm từ thiện mà sao lại nói tiền bạc với cô? Trời đất ơi, các con làm từ thiện mà con nói chuyện lương thạng tiền bạc với cô là con không hiểu gì về hai chữ từ thiện cả. Các con phải hiểu được rằng từ thiện là như thế nào. Làm từ thiện mà đặt ra tiền bạc như thế là không được. Từ thiện là gì các con không hiểu gì cả. Các con nghe cô dạy ngày hôm nay nè, tự nhiên là cô nói qua nói lố như cải lương vậy đó. Từ thiện là từ trái tim đi đến trái tim, từ tấm lòng đi đến tâm lòng. Cô sẽ tham gia trong chương trình từ thiện của các con mà không nói chuyện tiền bạc gì hết, không nói chuyện cách xây gì hết á. Thứ sáu tuần sau đúng không? Cô bận rồi. Bận thì được. Bận thì nói bận từ đầu đi. Là cho bột chọc út cha là lên lớp từ thiện, là từ trái tim. Làm như thấy hậu dương dương nga vậy đó. Từ trái tim đi đến trái tim, từ tấm lòng đi đến tấm lòng. Thứ sáu tuần sau đúng không? Cô sẽ xuất hiện trong chương trình từ thiện với các con mà không nói chuyện tiền bạc. Thứ sáu đúng không? Thứ sáu cô bận rồi. Từ chối vậy đó.